Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin vụ chuyến bay giải cứu, lẽ công bằng cho ai? Báo Đất Việt ngày 27 tháng 7 có đăng bài viết của luật sư Ngô Anh Tuấn tại Hà Nội về vụ chuyến bay giải cứu. Luật sư Tuấn đặt ra vấn đề tại sao các bị cáo lại được đề nghị giảm án tối đa. Và đây là hình bài viết trên Đất Việt. Theo đó, luật sư Tuấn đưa ra các con số biết nói rằng có tổng cộng 21 trên 54 bị cáo bị tố theo Điều 354 Bộ Luật Hình Sự, nhưng chỉ có duy nhất một người trong 21 bị cáo vụ án chuyến bay giải cứu phải bị giữ nguyên khung hình phạt giống mức truy tố, còn 20 trên 21 bị cáo khác đều được giảm ít nhất là một khung hình phạt, cụ thể như sau. Hạ một khung có 3 người, khoảng 4 xuống khoảng 3 có một người, khoảng 2 xuống khoảng 1 có một người. Hạ 2 khung có 9 người, khoảng 4 xuống khoảng 2 có 7 người, khoảng 3 xuống khoảng 1 có 2 người. Hạ 3 khung có 8 người, tất cả đều từ khoảng 4 xuống khoảng 1. Theo khoản 1 Điều 354 Bộ Luật Hình Sự quy định về tội nhận hối lộ, thì các bị cáo chỉ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Con số tính toán cho thấy rõ hành vi phạm tội bị truy tố là ở khung cao chót vót, nhưng khi đề nghị mức án hình phạt thì thấp lè tè. Luật sư Ngô Anh Tuấn phân tích tiếp về nguyên nhân. Trong vụ án, các bị cáo có khá nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên nhiều người được giảm tới 1, 2 khung là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, có tới 8 trên 21 bị cáo được giảm tới 3 khung hình phạt thì quả là điều hiếm thấy. Bên cạnh đó, điều tôi băn khoăn là ngoài các tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51, thì không biết phía các cơ quan điều tra, kiểm sát đã xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 52 đối với các bị cáo khi cá thể hóa hành vi của từng người một cách triệt để hay chưa. Vì theo tôi, có vài tình tiết sau đây có thể áp dụng cho khá nhiều bị cáo. Điểm J, phạm tội 2 lần trở lên, nhận hối lộ nhiều lần. Điểm L, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội, lợi dụng tình hình dịch bệnh. Nếu một khi đã xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng và đối trừ nó khi xem xét đề xuất mức hình phạt thì hẳn rằng mức hình phạt của cả các bị cáo sẽ được nêu ở mức cao vời vợi hoặc ở mức chơi vơi chứ không tà tà dưới mặt đất. Có một số người hay nhắc tới việc khắc phục trên 3/4 hậu quả. Tôi xin giải thích thêm nội dung này. Việc khắc phục hậu quả chỉ là một tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, chứ nó không phải là bảo bối cho họ trong mọi hoàn cảnh. Và đây là hình châm biếm chuyến bay giải cứu. Việc khắc phục hậu quả này chỉ là kim bài miễn tử cho người phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình, mà không cần phải chờ đặc ân mang tính may rủi từ chủ tịch nước. Đọc Điều 40 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định về hình phạt tử hình. Như vậy, dù lý giải theo cách nào đi chăng nữa, thì việc đề nghị các mức án nhẹ tên như trên đều có vấn đề và cần xem xét lại một cách cẩn trọng và khách quan hơn. Lý giải về đề xuất cần phải có bản án nghiêm minh, luật sư Tuấn cho rằng, với một vụ án điểm tập trung cao độ sự chú ý của dư luận, dù bản án chính thức chưa được ban hành, nhưng đa số đều thấy rõ bản án không đủ sức răn đe. Gần như chắc 100% sẽ không có ai bị tử hình, vì duy nhất chỉ có một người bị đề nghị mức án đó và cũng đã khắc phục hậu quả. Còn thêm một điều kiện nữa là tích cực phối hợp với cơ quan thẩm quyền, thì chỉ mang tính chất cảm tính và dễ xử lý, hợp thức. Những người còn lại được đề xuất mức án tương đối nhẹ. Không biết vô tình hay cố ý mà một bị cáo đã phát biểu ngay tại tòa là ông ấy bảo với vợ mình là chuẩn bị tiền và ông ấy đi nghỉ dưỡng một thời gian. Câu nói đó bỗng dưng trở thành xu hướng cho nhiều người nói và nó phần nào thể hiện thái độ của không ít người trong vụ án này đối với việc đi tù. Bản án cho các bị cáo trong vụ án này sẽ là phép thử cho tính hiệu quả của công cuộc đốt lò
mà những người cộng sản kiên trung cuối cùng đang thực hiện. Với tư cách là công dân có trách nhiệm, với tính nghiêm minh của pháp luật, tôi phải cất lên tiếng nói phản biện. Việc xem xét cuối cùng thuộc về hội đồng xét xử. Tôi không ác độc tới mức phải đẩy bằng được ai đó vào tù, nhưng tôi cũng không nhân văn dễ dãi tới mức nhu nhược để ai đó có thể chà đạp lên những giá trị của luật pháp, vì nếu như vậy, tôi cũng là kẻ đáng khinh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ chuyến bay giải cứu, lẽ công bằng cho ai? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Ngày Thương binh Liệt sĩ là ngày gì? Báo AFA ngày 26 tháng 7 có bài bình luận của blogger Gió Bớt về Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7. Thời báo chấm đê xin gửi đến quý khán thính giả bài viết đã được tóm lược dưới đây. Và đây là hình bài viết trên AFA. Việt Nam trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, quá nhiều người Việt đã hy sinh vì đất nước. Đất nước có ngày tưởng niệm liệt sĩ trận vong, ghi ơn tấm gương anh hùng vì nước quên thân là cần thiết. Nhưng đó là ngày nào, thiết lập trên cơ sở nào, tất cả phải chính danh, phải phù hợp lịch sử và lợi ích quốc gia. Cứ đến tháng 7 hàng năm, các tổ chức của đảng, từ các hiệp hội doanh nghiệp đến các thầy chùa Phật giáo quốc doanh, cũng được huy động vơ vét tiền của các thành viên, Phật tử để cúng dường cho hoạt động chính trị này. Không chỉ quyền lợi vật chất, tinh thần, nhà nước còn chia sẻ, mua chuộc các đối tượng, gọi là chính sách, bằng đủ loại ưu quyền khi tuyển sinh, khám chữa bệnh, tuyển dụng. Theo tìm hiểu thì lịch sử ra đời ngày này bắt nguồn từ ngày 27 tháng 7 năm 1947 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra cuộc họp để bàn về công tác thương binh, liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch. Chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh. Sau khi xem xét, đã nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm ngày thương binh toàn quốc. Hóa ra, ngày 27 tháng 7 không có điểm tựa lịch sử nào cả, mà chỉ từ sự gợi ý của ông Hồ Chí Minh, và là sự chọn lựa ngẫu nhiên của một nhóm người của Đảng Cộng sản. Không thể nhân danh, không thể tiêu biểu cho cộng đồng dân tộc. Ngày khái niệm liệt sĩ, hiểu theo nghĩa phổ quát, là những người hy sinh thân mình cho đất nước, bất kể thành phần xuất thân, chính kiến chính trị, nhưng với đảng lại định nghĩa rằng liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, hoặc vì lợi ích của nhà nước, của nhân dân được nhà nước truy tặng bằng tổ quốc ghi công. Chính với định nghĩa này, ba công an tham gia trấn áp dân bị chết vì lọt giếng ở Đồng Tâm đã được phong liệt sĩ. Thực tế, những đối tượng thương binh, liệt sĩ được vinh danh, khen thưởng tặng quà, chủ yếu đều chỉ là những người theo Cộng sản, thuộc phe thắng cuộc trước và trong cuộc chiến từ năm 1945 đến năm 1954 và từ năm 1954 đến năm 1975. Ở góc nhìn khác, có thể gây tranh cãi về chính trị nhưng lại rất chính danh, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam cũng xứng danh đáng trân trọng tôn vinh là liệt sĩ. Vì thực sự họ đã chiến đấu hy sinh vì đất nước, nhưng họ bị xem là ngụy. Và đây là hình một pano tuyên truyền ngày 27 tháng 7. Nửa thế kỷ sau chiến tranh đã đủ thông tin, sự kiện để nhìn lại sai lầm tội ác chiến tranh. Năm 1974 đến năm 1975 là do những kẻ tạo ra cuộc chiến nồi da sáu thịt mang tên giải phóng miền Nam. Sản sinh ra ngày 27 tháng 7 vô nghĩa đó, nhà cầm quyền cố tình bóp méo lịch sử, phủ nhận mọi phong trào cách mạng khác, phủ nhận công lao kháng chiến chống Pháp của các đảng phái, tổ chức phi cộng sản và gia cố cho tấm bình phong đẫm máu đồng bào mang tên giải phóng miền Nam. Ngay trong hàng ngũ của họ,
thái độ đối xử với các thế hệ gọi là liệt sĩ cũng bị lệ thuộc vào lợi ích chính trị của đảng. Những anh hùng chống Trung Quốc một thời được tôn vinh, được sáng tác thành ca khúc như Lê Đình Chinh, Nguyễn Thị Hồng Chiêm, hiện giờ biến mất trong sử sách. 66 hài cốt quân nhân bị thảm sát ở Gạc Ma năm 1988 vẫn còn vất vơ dưới đáy biển, và lễ kỷ niệm vinh danh các liệt sĩ này có lúc thành điều cấm kỵ. Tri ân, đền ơn liệt sĩ, thương binh có ngày để tôn vinh kỷ niệm liệt sĩ là cần thiết, nhưng với đất nước Việt Nam đã trải qua hàng trăm cuộc chiến vệ quốc chống ngoại xâm, có những cuộc nội chiến hàng trăm năm, hàng chục năm, hàng triệu triệu liệt sĩ đã hy sinh qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, thì ngày nào thật sự xứng đáng, phù hợp để gọi là ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ. Lịch sử cận và hiện đại có thời điểm xảy ra cuộc hy sinh đẫm máu, mang dấu ấn chuyển biến quan trọng cho một giai đoạn. Nếu chọn một trong những ngày này làm ngày tưởng niệm liệt sĩ, thì vừa mang ý nghĩa tri ân, vừa tôn vinh lịch sử và kết nối tình đồng bào, dân tộc xuyên suốt nhiều thế hệ. Rất nhiều ngày mang ý nghĩa trọng đại, không cần phải tuyên truyền, chỉ cần tổ chức vinh danh đủ cho tâm linh của liệt sĩ các thế hệ, dân tộc ấm áp, thỏa lòng. Chỉ nêu lên sự kiện chân thực, đủ để thế hệ đương đại thấu hiểu một cách thực tiễn, bài học lịch sử và tấm gương tinh thần yêu nước. Chọn ngày lễ cúng âm hồn, người ta nhận ra một dân tộc, một triều đại yếu mà không hèn. Vua quan triều đình vứt bỏ cung vàng điện ngọc, cùng nhân dân khởi binh kháng chiến. Chọn ngày Nguyễn Thái Học và đồng chí hy sinh là tôn vinh những người tiếp thu tân học, nuôi khát vọng độc lập, tự do, dân quyền, dân chủ, đem mạng sống khơi ngọn cuộc đấu tranh. Chọn ngày dỗ trận Vị Xuyên hay hải chiến Hoàng Sa, thảm sát Gạc Ma là bài học truyền đời về giá trị máu xương, bảo vệ độc lập chủ quyền, cương thổ. Chọn một trong những ngày lịch sử ấy là ngày tôn vinh liệt sĩ, không chỉ là thành tâm tri ân liệt sĩ mà còn thật sự đoàn kết cộng đồng dân tộc, nuôi dưỡng hùng chí cho thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ngày Thương binh Liệt sĩ là ngày gì? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.